Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức 24 giờ mới nhất. Thưa quý vị, vừa qua, một vụ án mạng nghiêm trọng đã xảy ra tại tỉnh Lâm Đồng. Sau gần 3 giờ đồng hồ chốt chặn, truy bắt, lực lượng công an đã tóm gọn nghi phạm Nguyễn Chí Hùng, 31 tuổi, ngụ tại phường 2, thành phố Đà Lạt, khi đang trên đường trốn chạy về hướng thành phố Hồ Chí Minh. Rạng sáng ngày 31 tháng 5, lực lượng công an di lý Nguyễn Chí Hùng về thành phố Đà Lạt để phục vụ công tác điều tra liên quan đến vụ án sát hại người. Trước đó khoảng 18 giờ 30 phút ngày 30 tháng 5, nhận được tin báo về án mạng tại đường Nguyễn Trung Trực, thành phố Đà Lạt. Lực lượng công an thành phố Đà Lạt cùng lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt để xử lý. Ông Đặng Quang Tú, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt đến hiện trường chỉ đạo xử lý vụ việc. Theo điều tra ban đầu, tháng 8 năm 2022, Nguyễn Chí Hùng quen biết với NMD, 24 tuổi, ngụ tại phường 4, thành phố Đà Lạt khi cùng làm nhân viên giao hàng cho một công ty trên địa bàn. Do mâu thuẫn, Hùng hai lần tấn công D nhưng gây thương tích nhẹ nên D không trình báo với cơ quan chức năng. Sau đó, Hùng nhiều lần gọi đến gặp nhưng D tránh mặt. Đầu tháng 3 năm 2024, D về tỉnh Thanh Hóa. Đến ngày 28 tháng 5 thì trở lại thành phố Đà Lạt. Khoảng 14 giờ ngày 30 tháng 5, Hùng chạy xe máy mang theo dao đến nhà tìm D. Thấy Hùng đến, mẹ D ra đuổi thì Hùng bỏ đi. Khoảng 1 giờ đồng hồ sau, Hùng tiếp tục đến và đi xung quanh nhà D. Do sợ Hùng tìm thấy, D trốn trong nhà. Thấy cha của D là ông NNT, 56 tuổi đi ra ngoài sân, Hùng cầm dao tấn công ông T rồi chạy xe đi. D băng bó vết thương cho cha mình rồi đưa vào bệnh viện đa khoa tỉnh Lâm Đồng cấp cứu. Nhưng khoảng 30 phút sau, ông T tử vong. Sau khi gây án, Hùng chạy xe máy đến huyện Đức Trọng rồi đón xe khách đi thành phố Hồ Chí Minh để trốn. Nắm được tình hình, Công an thành phố Đà Lạt phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng, Công an huyện Đức Trọng, Công an huyện Di Linh, Công an thành phố Bảo Lộc khẩn trương truy tìm và bắt giữ Hùng tại địa phận Di Linh sau gần 3 giờ đồng hồ gây án. Sau đó, di lý hung thủ Nguyễn Chí Hùng về thành phố Đà Lạt để phục vụ công tác điều tra liên quan đến vụ án sát hại người. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Trước đó, vụ sát hại nhân viên quán cà phê ở xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh cũng từng khiến cho dư luận bàng hoàng. Theo lực lượng điều tra, hành vi của đối tượng rất dã man tàn độc. Nạn nhân tử vong tại chỗ với nhiều vết thương. Hung thủ sau đó đã cướp đi chiếc xe máy hiệu S21 của nạn nhân và bỏ trốn khỏi hiện trường. Khoảng 9 giờ, ngày 6 tháng 1, người đi đường thấy một gã đàn ông chừng 40 tuổi, mặc quần short, áo thun màu đỏ đô, đi bộ lang thang trên quốc lộ 22. Khi đi đến khu vực xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn, người này mất hút. Một giờ sau thì nhiều người bất ngờ nghe thấy tiếng la hét thất thanh của một người phụ nữ vang lên từ quán cà phê ven quốc lộ 22. Và lúc này họ thấy gã đàn ông đi bộ lang thang, khi nãy vội lên chiếc xe máy mang biển kiểm soát 59S2-98098, chạy nhanh về đường Nguyễn Văn Bứa, hướng về xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, Long An. Khi chạy đến quán cà phê kiểm tra, họ phát hiện chị Ngô Thị Hồng Phúc, 32 tuổi, nhân viên quán, nằm thoi thóp trên nền nhà với rất nhiều vết thương ở đầu, tay. Công an xã Xuân Thới Sơn và công an huyện Hóc Môn đã đến khám nghiệm hiện trường, đồng thời phối hợp với nhân viên y tế tức tốc đưa nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu. Tại bệnh viện đa khoa khu vực Hóc Môn, các bác sĩ đã xác định nạn nhân bị chém nhiều nhát. Bệnh nhân đã hôn mê, da tím tái, nhiều vết thương nặng. Dù được hồi sức tích cực, nhưng vì não trái đã bị vỡ và dập, đồng tử giãn tối đa, không còn tim phổi, nên việc điều trị không có hiệu quả. Bệnh nhân được chẩn đoán tử vong trước khi vào viện do tổn thương nội sọ, đa vết thương do đả thương. Sau khi tiếp nhận vụ việc từ cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh, lập tức phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Long An khẩn trương truy vết nghi phạm sát hại nhân viên quán cà phê. Các trinh sát hình sự đã tỏa ra các hướng, đường, kẻ sát nhân lấy xe máy của nạn nhân tháo chạy. Hàng trăm camera an ninh các tuyến đường từ thành phố Hồ Chí Minh về Long An được cảnh sát trích xuất dữ liệu theo dõi. Chiều cùng ngày, cảnh sát xác định sau khi nghi phạm sát hại nạn nhân, anh ta đã lái xe máy chạy về khu vực huyện Đức Hòa. Sau đó, kẻ gây án tiếp tục chạy theo đường tỉnh 830 về huyện Bến Lức. Khi đến khu vực cầu Rạch Nổ, xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, nghi phạm đã lái xe vòng xuống gầm cầu, ghé tiệm tạp hóa của bà Huỳnh Thị Tuyết, 51 tuổi để mua nước và ngồi nghỉ ngơi tại đây hơn 4 giờ. Chủ tiệm tạp hóa cho biết khi giáp mặt người đàn ông, sau này được cảnh sát cho xem hình, xác định là hung thủ vụ án. Bà cảm thấy vị khách này có biểu hiện khác thường. Khoảng 16 giờ ngày 8 tháng 1, người này lái xe máy đến quán bà hỏi mua 5 chai nước suối, 7 chai nước ngọt,
hai bao thuốc lá. Khi mua, anh ta đeo khẩu trang vải kín mít, chỉ chừa lại hai con mắt liếc ngang liếc dọc như sợ ai đó nhìn thấy. Sau khi tính tiền, người này tiếp tục mua thêm một chai nước ngọt ướp lạnh rồi ngồi xổm trước quán, kéo khẩu trang tu nước ở ngực. Thấy vậy, bà Tuyết mời anh ta vào ngồi trên ghế đá trước hiên nhà. Bà Tuyết nói: "Tôi thấy vị khách có vẻ khác thường, nhưng không nghi ngờ gì. Lúc này trong nhà chỉ có mình tôi và cháu nội 3 tuổi. Khi anh ta ngồi một lúc dường như quan sát không có ai để ý, mới kéo khẩu trang và uống nước một cách tự nhiên. Trong lúc ngồi, anh ta trò chuyện với tôi rất nhiều về cuộc sống hiện tại, tương lai và bảo đang thất nghiệp. Đến 20 giờ 30 phút, tôi bảo quán chuẩn bị đóng cửa đi ngủ, người này mới lên xe máy rời đi. Theo bà Tuyết, khoảng 30 phút sau, các trinh sát hình sự đến quán hỏi thăm và đưa hình, bà mới tá hỏa. Vị khách trò chuyện với bà suốt hơn 4 giờ vừa qua chính là nghi phạm sát hại người ở thành phố Hồ Chí Minh đang lẩn trốn." Bà Tuyết vừa nói vừa run. "Tôi biết tin mà rụng rời tay chân, cảnh sát đến sớm hơn 30 phút là có thể tóm được anh ta rồi." Vừa nhận tin hung thủ rời khỏi quán nước, trinh sát hình sự liền đuổi theo vào khu dân cư ấp 7, xã Lương Hòa. Biết bị cảnh sát bám theo, kẻ gây án đã nhanh chóng giấu xe máy vào bụi cây tại khu vực, chạy trốn vào vườn chanh rộng hơn 3 hectare. Sau khi xem camera trong đêm, hàng trăm cảnh sát thuộc Công an thành phố Hồ Chí Minh, Công an tỉnh Long An được huy động đến địa phương phong tỏa các vườn trái cây, truy bắt nghi phạm. Cảnh sát dùng chó nghiệp vụ lùng sục khắp các bụi rậm, mương nước, kênh rạch tại địa phương, nhưng đến sáng ngày hôm sau vẫn chưa có kết quả. Bà Bùi Thị Ba, 64 tuổi, ngụ xã Lương Hòa cho biết cảnh sát tìm được xe máy của nghi phạm tại bụi cây đối diện nhà bà. Khi kiểm tra, cảnh sát phát hiện có dấu chân của người leo qua hàng rào tôn cao 1,1m vào vườn chanh sau nhà bà Ba. Ở một đoạn khác, cảnh sát cũng phát hiện dấu chân leo ra và hướng vào khu rừng hoang rộng vài chục hecta. Tại bìa rừng này, cảnh sát cũng phát hiện một số vỏ chuối mới có người ăn, bỏ lại. Ngay trong ngày, hàng trăm cảnh sát cũng được huy động bao vây toàn bộ khu rừng. Ngoài chó nghiệp vụ, flycam cũng được các chiến sĩ điều khiển tầm thấp rà soát. Việc truy bắt được cảnh sát thực hiện khẩn trương. Tuy nhiên, cánh rừng có diện tích rộng, cây cối tùm cao lút đầu người khiến việc truy lùng vây bắt kẻ gây án gặp nhiều khó khăn. Theo ghi nhận, chiều 8 tháng 1, cơ quan chức năng huyện Bến Lức đã huy động một số xe cuốc mở một tuyến đường mòn sâu vào bên trong khu rừng để phục vụ công tác truy bắt hung thủ. Một số khu vực rừng cỏ, cây cối rậm rạp cũng được đốt cháy. Các tuyến đường đất nhỏ xung quanh khu rừng, hàng trăm cảnh sát cơ động, trinh sát hình sự đứng bao vây canh gác. Một cán bộ công an nói, việc triển khai vây bắt hung thủ được thực hiện cả ngày lẫn đêm. Hay tin hàng trăm cảnh sát vây bắt hung thủ tại khu rừng rộng hàng chục hecta ở xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, nhiều người từ các nơi cũng tập trung về đây để theo dõi vụ việc. Bên cạnh đó, người dân địa phương cũng đem lương thực, nước uống hỗ trợ các chiến sĩ làm nhiệm vụ. Mọi người đều trong tâm trạng lo lắng khi kẻ sát nhân còn đang lẩn trốn. Bà Bùi Thị Ba cho biết, cuộc sống sinh hoạt của bà và mọi người nơi đây bị đảo lộn. Trời vừa tối, mọi người đã phải khóa cửa và đi ngủ sớm, sáng ra mở cửa trễ. Nhiều người không dám đi làm đồng, đi hái chanh vì sợ giáp mặt kẻ thù ác. Bà Ba chia sẻ, tôi phải nghỉ đi lễ nhà thờ Ba hôm nay. Mỗi tối đi ngủ, nghe tiếng động nhỏ cũng khiến hai vợ chồng tôi giật mình. Công an cũng phát loa thông báo yêu cầu người dân cảnh giác, đặc biệt là các nhà trọ. Nếu phát hiện kẻ nghi vấn phải báo ngay cho cơ quan chức năng. Còn ông Nguyễn Tấn Tranh, 57 tuổi, cho biết khu rừng nghi là kẻ gây án đang lẩn trốn, rộng gần 100 hecta. Nơi này cây cối rậm rạp, xen lẫn kênh rạch, khi vào khu rừng chỉ cần đứng cách nhau 5 mét cũng khó nhìn thấy nhau. Ba hôm nay, hàng trăm hộ dân có nhà tiếp cận với mé rừng cũng rất lo lắng. Họ lo sợ nghi phạm lẩn trốn, đói khát, nửa đêm mò vào nhà. Nghi phạm đã sát hại người, anh ta có thể làm bất cứ điều gì. Ông Tranh chia sẻ, người dân lo lắm, mong cảnh sát sớm bắt được nghi phạm để cuộc sống mọi người trở lại bình thường. Liên quan đến vụ án trên, người dân tại khu vực nghi có nghi phạm sát hại nữ nhân viên quán cà phê đang lẩn trốn cho biết, việc hung thủ đang lẩn trốn tại một cánh đồng đất rộng, rừng nhiều, dân thưa như vụ án Tuấn Khỉ ở Củ Chi từng lẩn trốn, nên mọi người cần phải cẩn thận, đề phòng vì rất nguy hiểm. Ngày 9 tháng 1, các lực lượng chức năng của thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Long An đã phối hợp bắt được nghi phạm sát hại cướp tài sản của nữ nhân viên quán cà phê ở huyện Hóc Môn. Nghi phạm tên là Nguyễn Thanh Tâm, sinh năm 1997, thường trú ấp Bến Đỏ 1, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh, bị bắt giữ khi đang lẩn trốn ở cánh rừng thuộc xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Trở lại vụ án sát hại người tại Lâm Đồng, hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ. Những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật để gửi đến quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.